Chào các em, hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng ôn tập để chuẩn bị cho bài thi cuối học kỳ 2 môn giáo dục công dân lớp 7. Đầu tiên là về giới hạn ôn tập, các em sẽ ôn 4 bài. Bài 8, phòng chống bạo lực học đường. Bài 9, quản lý tiền. Bài 10, nguyên nhân hậu quả của tệ nạn xã hội. Và bài 11, phòng chống tệ nạn xã hội. Về cấu trúc của đề sẽ gồm 2 phần. Phần 1, trắc nghiệm 12 câu tương ứng 3 điểm. Phần 2, tự luận 3 câu tương ứng 7 điểm. Đầu tiên chúng ta cùng ôn tập phần lý thuyết. Bài 8, phòng chống bạo lực học đường. Bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của người học xảy ra trong các cơ sở giáo dục. Có hai nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường. Nguyên nhân khách quan là sự tác động của trò chơi điện tử có tính bạo lực, sự thiếu giáo dục của gia đình và sự quan tâm của bố mẹ đến con cái. Nguyên nhân chủ quan là sự phát triển tâm lý lứa tuổi, sự thiếu hụt kỹ năng sống, vân vân. Bạo lực học đường gây ra những tổn thương về cơ thể, sức khỏe, đặc biệt là những tổn thương về mặt tâm lý như sợ hãi, tự ti, ám ảnh, thậm chí trầm cảm của nạn nhân và ảnh hưởng đến xã hội và môi trường xung quanh. Để ứng phó với bạo lực học đường, đầu tiên, trước khi xảy ra bạo lực thì chúng ta cần cố gắng để giải quyết mâu thuẫn hoặc nhờ người lớn can thiệp. Trong khi xảy ra bạo lực học đường, nhanh chóng rời khỏi vị trí, tìm cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm và kịp thời nhờ sự giúp đỡ của người khác. Sau khi xảy ra bạo lực, nhờ sự trợ giúp của gia đình, nhà trường về sức khỏe và tâm lý nếu thấy có sự bất ổn. Tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường là trách nhiệm của mỗi học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội. Khi chứng kiến hành vi bạo lực học đường, cần kịp thời hỗ trợ nạn nhân trong khả năng phù hợp hoặc thông báo cho những người liên quan để can thiệp giải quyết. Học sinh có hành vi bạo lực học đường phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả mà mình gây ra theo quy định của pháp luật. Bài 9. Quản lý tiền. Quản lý tiền hiệu quả là biết sử dụng tiền một cách hợp lý. Quản lý tiền hiệu quả giúp chúng ta chủ động chi tiêu hợp lý, rèn luyện tiết kiệm, dự phòng cho những trường hợp khó khăn và đầu tư cho tương lai. Một số nguyên tắc quản lý tiền hiệu quả. Thứ nhất, chi tiêu hợp lý. Thứ hai, tiết kiệm thường xuyên. Và thứ ba, tăng nguồn thu. Để tạo ra nguồn thu nhập, học sinh có thể lựa chọn những hoạt động phù hợp với khả năng, thời gian của mình, thu gom phế liệu, tăng gia sản xuất, tự làm các sản phẩm để bán, cộng tác với một số tờ báo, trang điện tử, tuổi học trò để viết tin, bài, vân vân. Bài 10. Nguyên nhân hậu quả của tệ nạn xã hội. Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu đến mọi mặt của đời sống. Có nhiều loại tệ nạn xã hội nhưng phổ biến nhất là cờ bạc, ma túy, mại dâm. Tệ nạn xã hội có nguyên nhân khách quan như mặt trái của nền kinh tế thị trường, môi trường sống không lành mạnh do sự nuông chiều quá mức và buông lỏng con cái của cha mẹ, vân vân. Nguyên nhân chủ quan như tò mò, lười biếng, ham chơi, đua đòi, thiếu hiểu biết và thiếu sự tự chủ. Hậu quả của tệ nạn xã hội. Đối với bản thân, ảnh hưởng đến sức khỏe, làm tha hóa về nhân cách, rối loạn về hành vi, rơi vào lối sống buông thả và dễ vi phạm pháp luật. Đối với gia đình, cạn kiệt tài chính, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Đối với xã hội, làm suy thoái giống nòi, rối loạn trật tự, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, suy giảm sức lao động xã hội. Bài 11. Phòng chống tệ nạn xã hội. Để phòng chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta quy định cấm đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, nghiêm cấm tổ chức đánh bạc, nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng, cưỡng bức, lôi kéo, sử dụng trái phép chất ma túy, những người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện,
nghiêm cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm. Trẻ em không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe. Nghiêm cấm lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu, hút thuốc, dùng chất kích thích. Nghiêm cấm dụ dỗ, dẫn dắt trẻ em mại dâm, bán hoặc cho trẻ em sử dụng văn hóa phẩm đồ trụy, đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ. Trách nhiệm của học sinh. Chăm chỉ học hành, rèn luyện đạo đức, sống giản dị lành mạnh, tích cực rèn luyện thể dục thể thao, không uống rượu, đánh bạc, biết giữ mình, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tuân thủ nghiêm pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường và ở địa phương. Phần thứ hai là phần trắc nghiệm và bài tập vận dụng. Phần này cô sẽ gửi đề cương cho các em để các em về làm luyện tập các em nhé. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Chúc các em ôn tập và thi đạt kết quả tốt.